Khám nghiệm tử thi và giám định ADN 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, công an xác định nguyên nhân tử vong do tai nạn, không có dấu hiệu tội phạm. Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, sau 2 ngày liên tục thông báo tìm thân nhân của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc hôm 29 tháng 9, vẫn chưa có người liên hệ nhận diện nên cơ quan chức năng đã tiến hành chôn cất các thi thể này tại nghĩa trang nhân dân thành phố Phú Quốc. Trước đó, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của 7 nạn nhân không có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời giám định ADN và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau. Như đã thông tin, vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến chiều ngày 29 tháng 9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện 7 thi thể trôi dạt do bờ biển tại khu vực bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Các thi thể này được xác định đều là nam giới, đang trong giai đoạn phân quỷ.